Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Huyền Tuần Giáo. Trong chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Xã Trường Sinh phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới. Phương chị Lò Thị Thương làm kinh tế giỏi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, bằng nhiều hình thức cách làm, Mặt trận Tổ quốc xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi về nội dung này tại xã Trường Sinh. Xã Trường Sinh hiện có 1.042 hộ với 4.967 khẩu sinh sống ở 12 khu dân cư. Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy nội lực xây dựng quê hương. Mặt trận Tổ quốc xã đã hướng dẫn các ban công tác mặt trận ở cơ sở và các tổ chức thành viên thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới vào các hội nghị, buổi sinh hoạt gắn với các phong trào hoạt động cụ thể của tổ chức, đoàn thể. Việc triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã triển khai tới các đoàn thể, trưởng ban công tác mặt trận trong xã nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện. Từ thực tế ở địa bàn, đa số nhân dân sống bằng nghề nông nên đời sống còn khó khăn. Đánh giá đúng thực trạng nên ngay từ những ngày đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã chú trọng tuyên truyền vận động rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, chú trọng phát huy vai trò của mặt trận trong tổng hợp, vận động nhân dân đoàn kết, chung sức chung lòng, chủ động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó, chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới vào các phong trào hoạt động cụ thể của tổ chức hội như nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, cựu chiến binh gương mẫu, tuổi cao nêu gương sáng, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết hăng hái của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Để góp phần vào cái công cuộc xây dựng nông thôn mới thì cái thứ nhất là chúng tôi tuyên truyền vận động bà con nhân dân là chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hai là chúng tôi tích cực tuyên truyền cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc đến toàn thể bà con nhân dân. Và thứ ba nữa là tuyên truyền tới bà con nhân dân về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay Mặt trận Tổ quốc xã Trường Sinh có 12 ban công tác mặt trận với hơn 120 thành viên ở các bản đại diện cho các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng, luôn hoạt động có hiệu quả. Các phong trào hoạt động luôn tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, thu hút 100% khu dân cư và hộ gia đình đăng ký thực hiện, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Từ phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, nhận thức của người dân được nâng lên, từ đó nguyện đóng góp tiền của công sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, xã đã vận động nhân dân hiến 6.470 m2 đất xây dựng các công trình giao thông, đóng góp ngày công làm các công trình phúc lợi. Trong quá trình thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân địa phương. Các công trình phúc lợi được đầu tư cải tạo nâng cấp, nhất là đường giao thông nông thôn ở các bản. Đến nay, xã đã cải tạo nâng cấp 2.530 m đường nội bản. Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tích cực cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, sản xuất kinh doanh dịch vụ, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, nhằm giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi
để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 55,71%. Tôi thường xuyên tuyên truyền vận động các hộ gia đình để thực hiện theo những cái chương trình chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo công tác an ninh trật tự và phát triển về kinh tế theo nhà nước đã đặt ra. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xã đã tổ chức 36 hội nghị tuyên truyền tại khu dân cư về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong năm 2018, có hơn 323 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 109 hộ đạt văn hóa 3 năm liên tục và có 83 hộ đạt văn hóa tiêu biểu cấp xã, tăng 31 hộ so với năm 2017. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã tích cực vận động nhân dân ủng hộ giúp đỡ ngày công cũng như vật liệu xây dựng, làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Công tác dân tộc được Mặt trận Tổ quốc xã chú trọng, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh đầy đủ kịp thời với Đảng, Nhà nước và tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chúng tôi vận động và tuyên truyền cho dân hiểu rất biết này, xong dân đồng tình ủng hộ này, hiến đất này, con đường nông thôn bê tông ấy thì cũng do dân hiến, kể cả đất sản xuất, kể cả đất vườn, kể cả đất ở. Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Sinh và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, gắn thực hiện 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, phát huy vai trò của từng thành viên trong việc hướng dẫn, tổ chức giúp đỡ đoàn viên, hội viên đi đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Sinh trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là trong tuyên truyền vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Từ đó, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc đã có sức lan tỏa và phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện Tuần Giáo, góp phần làm thay đổi bộ mặt đời sống nông thôn. Trong đó, chị Lò Thị Thương ở bản Lúm, xã Mường Mùn là hội viên phụ nữ điển hình trong việc chịu khó, năng động vươn lên thoát nghèo bền vững, nhờ thực hiện mô hình phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Lò Thị Thương ở bản Lúm, xã Mường Mùn là một trong nhiều gương điển hình vươn lên thoát nghèo bền vững bằng mô hình chăn nuôi tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vốn là một phụ nữ năng động, dám nghĩ, dám làm, chị Thương đã mạnh dạn lựa chọn mô hình phát triển chăn nuôi tổng hợp để làm giàu cho gia đình. Năm 2006, chị Thương xây dựng gia đình cùng với anh Lò Văn Phách, người cùng bản. Từ khi xây dựng gia đình, hai vợ chồng trẻ ra ở riêng, cuộc sống vô vàn những khó khăn. Với ý nghĩ không để cái nghèo cái đói đeo bám mãi, bằng ý chí và nghị lực của mình, chị Thương đã vượt qua khó khăn thử thách để làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương. Sau nhiều năm lam lũ vất vả, chị đã tìm được hướng phát triển kinh tế từ các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt do xã tổ chức. Sau khi qua tìm hiểu các mô hình chăn nuôi ở nhiều nơi,
chị đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện với số tiền là 30 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Thời gian đầu, chị bắt tay vào xây dựng mô hình trang trại với quy mô nuôi vài chục con gà con lợn. Nhận thấy lợi thế có đất đai rộng, vật nuôi lớn nhanh cho hiệu quả cao, chị đã quyết tâm mở rộng mô hình, đa dạng hóa các loại vật nuôi. Bên cạnh đó, chị tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, tìm hiểu qua sách báo TV và đi thăm các trang trại quanh vùng để tích lũy kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế của gia đình mình. Năm 2017, gia đình chị đã vay thêm vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để mở rộng mô hình chăn nuôi lợn gà, nuôi ếch và trồng cây ăn quả. Hiện tại, đàn lợn của gia đình chị luôn duy trì gần 20 con, trên 1.000 con gà. Ngoài ra, chị còn đào thêm ao nuôi cá và nuôi ếch, mỗi năm xuất bán trên 1 tấn ếch thịt. Tổng thu nhập của gia đình chị trên 200 triệu đồng một năm, trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng một năm. Nhờ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm trong chi tiêu, đến nay gia đình chị đã thoát khỏi diện hộ nghèo và trở thành hộ khá trong bản. Nhờ đó, vợ chồng chị có điều kiện chăm lo cho con cái ăn học đầy đủ. Hai người con của chị đều ngoan ngoãn, lễ phép. Trước đây thì gia đình cũng khó khăn mới mua được vài con gà, con lợn về nuôi thôi. Xong lại sau này nuôi thì cũng được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền ấy. Thì chúng tôi cũng vay được ít vốn để mua thêm gà, thêm lợn về nuôi. Đến bây giờ thì kinh tế gia đình của tôi đã phát triển bền vững, nuôi dạy được các con đến nơi đến chốn. Không chỉ chú tâm phát triển kinh tế gia đình, chị Thương còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động, sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, trao đổi kinh nghiệm, làm ăn với các hội viên phụ nữ và bà con trong bản, được nhiều người trong bản tin yêu quý mến. Tuy nhiên, để có thành quả như hôm nay, gia đình chị đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ. Nhưng với ý chí không ngại khó để vươn lên, chị đã tự tìm tòi phương thức sản xuất thích hợp với cách chọn vật nuôi đúng hướng để từng bước phát triển kinh tế và làm thí điểm cho bà con trong bản học hỏi làm theo. Vì thế, năm 2017, chị Thương vinh dự được xã bình xét là hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. Chị đây là Thị Thương, đây là cũng là hội viên đấy của chi hội Bản Lúng, cũng là hội viên của hội phụ nữ xã Mường Mùn, có tinh thần chia sẻ trao đổi kinh nghiệm cho nhiều chị em khác, mà chị còn có là tinh thần đấy là giúp đỡ chị em, vận động chị em tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, nên là chị như là một người đã có năng nổ trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Để có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự phấn đấu của hai vợ chồng, cũng nhờ cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm giúp đỡ, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi có hiệu quả, để người dân có điều kiện và cơ hội làm ăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Chị Thương ấy là hội viên của hội phụ nữ Bản Lúng. Trong sinh hoạt hội viên thì chị Thương là người năng nổ nhất. Chúng tôi cũng luôn tuyên truyền vận động hội viên là phát triển kinh tế, làm trang trại, chăn nuôi, kinh tế gia đình. Chị Thương cũng là người luôn chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của mình cho chị em khác để phát triển kinh tế mô hình trang trại của gia đình. Điều đáng quý ở gia đình chị là tinh thần phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ. Trong cuộc sống gia đình, anh chị luôn hòa thuận, yêu thương nhau để làm gương cho con cái, chăm sóc nuôi dạy con chu đáo. Có thể nói chị là một tấm gương điển hình về tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng. Gia đình chị xứng đáng là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và làm theo. Chương trình của Đài Huyện Tuần Giáo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.